Rất vui được gặp lại các bạn trong một tập mới trên kênh của Mạn Trà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói với nhau về chủ đề những dấu hiệu cảnh báo trong hẹn hò mà các bạn nữ nhất định không thể bỏ qua. Hãy để mình hỏi các bạn một số các câu hỏi. Các bạn có bao giờ gặp một người đàn ông mà các bạn cảm thấy hấp dẫn, nhưng sau một thời gian hẹn hò, bạn phát hiện ra anh ấy có nhiều vấn đề hơn là một cuốn sách toán học? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại rơi vào những mối quan hệ đầy rắc rối và đau khổ, trong khi người khác lại có thể tìm thấy người đàn ông hoàn hảo của cuộc đời mình? Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn có thể đã bỏ qua hoặc không nhận ra những dấu hiệu cảnh báo trong hẹn hò, những lá cờ đỏ mà nếu như bạn để ý thì bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối và tìm được người đàn ông phù hợp cho mình? Nếu câu trả lời của bạn là có thì video này là dành cho bạn. Mình sẽ giúp bạn có thêm một cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về các lá cờ đỏ trong hẹn hò và cách để bạn có thể tránh xa chúng. Giờ thì chúng ta hãy ngay lập tức cùng nhau khám phá các lá cờ đỏ ở trong mối quan hệ. Bạn có biết lá cờ đỏ là gì hay không? Lá cờ đỏ là những dấu hiệu cảnh báo về một người đàn ông mà bạn đang hẹn hò. Những dấu hiệu này cho thấy anh ấy có thể có những hành vi, thái độ, tính cách hoặc quá khứ xấu. Những dấu hiệu cho thấy anh ấy có thể gây ra những vấn đề rắc rối, tổn thương hoặc nguy hiểm cho bạn trong tương lai. Những lá cờ đỏ này thường xuất hiện từ rất sớm trong mối quan hệ, nhưng nhiều khi chúng ta không để ý hoặc chúng ta cố tình không muốn nhìn thấy chúng. Những lá cờ đỏ trong hẹn hò không phải là những điểm khác biệt bình thường giữa hai người. Những điểm khác biệt bình thường là những sự khác nhau về sở thích, quan điểm, phong cách, văn hóa, những sự khác nhau mà không ảnh hưởng đến sự tôn trọng, sự yêu thương và hạnh phúc của hai người. Những điểm khác biệt bình thường có thể chấp nhận được, tôn trọng hoặc thích nghi nếu như hai người đủ sự mở lòng và linh hoạt. Những lá cờ đỏ trong hẹn hò là những sự khác biệt quá lớn, quá nghiêm trọng hoặc quá nguy hiểm, những khác biệt không thể được chấp nhận, tôn trọng hoặc thích nghi nếu như hai người muốn có một mối quan hệ tốt đẹp. Nếu mà để phải liệt kê ra những lá cờ đỏ ở một người đàn ông mà bạn nên tránh xa thì chúng ta có thể tìm được rất nhiều. Chẳng hạn như anh ấy nghiện rượu hay là nghiện các chất kích thích, anh ấy bạo lực với bạn hay bạo lực với người khác, anh ấy lừa dối, che giấu hoặc phủ nhận sự thật, anh ấy vô trách nhiệm, không chịu trách nhiệm cho hành động của mình, anh ấy không dành thời gian hoặc sự quan tâm chú ý cho bạn, anh ấy không lắng nghe hay hỗ trợ bạn, anh ấy không tôn trọng, xem thường hoặc là coi thường bạn, anh ấy không mở lòng hay không tin tưởng bạn, anh ấy không bảo vệ hay không chăm sóc cho bạn, anh ấy bắt cá hai tay, anh ấy tìm hiểu bạn trong khi cũng đang quen một người phụ nữ khác. Có rất nhiều những điểm tồi tệ mà chúng ta có thể liệt kê ra ở một người đàn ông. Tuy nhiên, đây chỉ là phần ngọn của vấn đề. Câu hỏi gốc rễ ở đây là tại sao bạn lại cảm thấy hấp dẫn với anh ấy? Nếu như anh ấy có những đặc điểm tồi tệ như vậy, thế thì tại sao bạn lại ở đây? Lẽ ra bạn phải túm váy và cầm dép để ngay lập tức bỏ chạy đi chứ. Nhưng tại sao bạn lại cảm thấy hấp dẫn với anh ấy? Có điều gì đã sai ở đây vậy? Rõ ràng, red flag không phải là vấn đề. Vấn đề là tại sao nhìn thấy red flag rồi mà vẫn cố gắng để đâm đầu vào? Nhìn thấy red flag rồi mà các bạn vẫn cảm thấy hứng thú với anh chàng đó? Đó mới thật sự là vấn đề của bạn. Mấu chốt quan trọng nhất ở đây chính là thay vì hứng thú với sự an toàn thì bạn lại hứng thú với sự nguy hiểm và không sẵn sàng từ một người đàn ông. Hứng thú với sự an toàn tức là anh ấy thể hiện cho bạn thấy sự quan tâm của anh ấy đến tâm trí, tinh thần và trái tim của bạn. Anh ấy đánh giá cao mối quan hệ với bạn, bạn cảm thấy đủ an toàn và đủ cởi mở để có thể chia sẻ với anh ấy về bất cứ điều gì thuộc về con người của bạn. Nếu như một người đàn ông chưa thể hiện được cho các bạn những điều như thế này mà các bạn lại cảm thấy tràn đầy cảm hứng với anh chàng, các bạn lại cảm thấy hứng thú tình dục với anh ấy, các bạn được turn on bởi anh chàng này, các bạn cảm thấy những hormone của sự hưng phấn và phấn khích chạy giật ở trong máu của các bạn, thế thì chính bạn là người đang gặp vấn đề. Cái red flag lớn nhất không đến từ những người đàn ông mà
red flag lớn nhất đang nằm ở chính bạn. Vậy tại sao chúng ta lại bỏ qua hoặc bị mù quáng bởi những lá cờ đỏ trong hẹn hò? Có thể có nhiều nguyên nhân cho điều này. Ví dụ như chúng ta quá ham muốn tình dục hay là tình yêu và để cho sự hấp dẫn của mình che lấp mất sự thật. Hoặc là chúng ta quá tự ti hay là cô đơn và chúng ta nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương hay là tôn trọng bởi một người đàn ông tốt. Có thể chúng ta quá lạc quan hay quá thiếu kinh nghiệm và chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi được một ai đấy hoặc chúng ta có thể giúp đỡ họ. Cũng có thể chúng ta quá e ngại hay sợ hãi, chúng ta không dám nói ra sự thật, chúng ta không dám từ chối hay là chúng ta không dám chia tay khi cần thiết. Chúng ta cũng có thể quá bị ảnh hưởng bởi những mô hình hay là kỳ vọng của xã hội và nghĩ rằng chúng ta phải chịu đựng hay là phải tha thứ cho anh ấy. Chúng ta cũng có thể bị ám ảnh bởi những vết thương hay là những vấn đề tâm lý từ quá khứ và lặp lại những mối quan hệ độc hại không lành mạnh. Bạn có thể đã không có được một hình mẫu đúng đắn và chuẩn mực. Chẳng hạn như từ nhỏ bạn không nhận được sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc đầy đủ từ một người cha. Nói chung là một người cha vắng mặt. Và vì vậy khi bạn lớn lên, bạn gặp một chàng trai không sẵn sàng và vắng mặt thì bạn lại cảm thấy có sự quen thuộc và tin tưởng ở người này. Tức là cái anten tin tưởng của bạn đã bị gặp trục trặc. Và do đó bạn sẽ luôn chọn sai người đàn ông phù hợp cho bản thân mình. Vậy thì bây giờ bạn phải tìm cách khắc phục cho chuyện này như thế nào? Đầu tiên đó là bạn phải có một sự cẩn trọng khi các bạn hẹn hò và các bạn không được phép tin người ngay lập tức. Trong ít nhất từ 3 đến 6 tháng đầu tiên, các bạn phải giữ cho đầu óc của mình thật sự tỉnh táo và cực kỳ khách quan. Các bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về người đàn ông này, xem họ là ai, họ có đến với bạn bằng sự chân thành và minh bạch hay không. Đừng có vội vã để có sự thân mật với họ về mặt thể xác hay là cam kết với họ về mặt tinh thần, trong khi còn quá sớm để các bạn biết rằng người này có thật sự đủ tin cậy để các bạn có thể gắn bó và trao gửi cuộc đời của mình hay không. Điều số 2 là các bạn chỉ cho phép bản thân mình được đi theo và hấp dẫn bởi những điều gì tốt đẹp. Có thể khi bước vào một mối quan hệ, đầu óc của chúng ta hơi bị mù quáng một chút, hơi bị mông lung một chút. Chúng ta biết rằng người này có những điểm không tốt với chúng ta, người này đối xử tệ với chúng ta. Nhưng chúng ta cố gắng lờ đi. Vậy thì chúng ta phải ngăn chặn bản thân mình, tự ngăn chặn bản thân mình. Nếu như mình biết cái này là điều không tốt, thì mình phải tự dặn bản thân mình rằng mình không được lao theo. Khi mình nhìn vào một người đàn ông, mình tự hỏi cái phẩm chất này ở họ là tốt hay xấu. Nếu như mình trả lời rằng ồ, nó là xấu, thế thì mình phải lùi lại, mình phải cẩn thận, chứ không phải là mình cứ gạt nó đi. Có rất nhiều bạn, cả nam lẫn nữ, một cách rành rành nhìn thấy trước mặt mình là người yêu của mình đang đối xử không tốt với mình, thế nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ lao theo. Và có những cái lý do để bao biện cho bản thân mình rằng ồ, đây là tình yêu, đây là lãnh địa của cảm xúc, mình phải cháy hết mình vì cảm xúc. Thật ra nó chỉ biểu hiện cho một cái năng lực yếu kém trong việc chúng ta không có khả năng để kiểm soát bản thân trước những cám dỗ mà chúng ta biết rằng nó không tốt cho bản thân mình. Rõ ràng chúng ta muốn những điều tốt đẹp nhưng chúng ta lại bị hấp dẫn, chúng ta lại đi theo những điều tồi tệ và rồi chúng ta lại mong muốn mình sẽ có một kết quả tốt lành, chúng ta sẽ có những hoa trái ngọt ngào của tình yêu. Những bạn như vậy chỉ tới khi nào mà bị quá phũ phàng hoặc là không có cách nào với được cái người đấy, quá đau khổ thì cuối cùng mới có thể buông bỏ được. Điều thứ ba, các bạn phải biết nghi ngờ những cảm xúc của bản thân mình, không để cho những cảm xúc hay những sự hấp dẫn sẽ che mờ mất sự thật hay là che mờ mất lý trí của chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng nên tin tưởng vào những tiếng nói vang vang ở trong đầu mình.
đặc biệt khi đó là những tiếng nói tiêu cực. Nếu bây giờ có những tiếng nói vọng lên ở trong đầu của bạn rằng bạn không đủ tốt, bạn không đủ giỏi, bạn không xứng đáng được yêu thương, ok bạn nên đi nhảy cầu đi, thì bạn nghĩ rằng bạn có nên tin tưởng vào những cái lời vang vang ở trong đầu của mình hay không? Chúng ta không nên ra những cái quyết định quan trọng khi mà chúng ta không cảm thấy bình an ở trong tâm hồn mình, hay chúng ta không cảm thấy tự tin và trân trọng bản thân mình. Tự tin và yêu thương bản thân mình là điều quan trọng nhất để bạn có thể hẹn hò thành công. Bạn phải tin vào giá trị, năng lực và tiềm năng của mình. Bạn phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bản thân mình thật tốt. Bạn phải biết rằng bạn xứng đáng được yêu thương và tôn trọng bởi một người đàn ông tốt. Với đàn ông thì là được tôn trọng bởi một người phụ nữ tốt. Bạn không nên tự ti, tự hạ hoặc là tự chê bai mình. Bạn không nên để cho ai đó làm tổn thương bạn, lợi dụng bạn hoặc là kiểm soát bạn. Bạn không nên hy sinh, chịu đựng hoặc là tha thứ cho những điều xấu. Bạn nên tự tin vào bản thân mình để có thể thu hút được những người phù hợp bước vào cuộc sống của bạn. Điều thứ tư đó là không ngại nói không hoặc nói lời chia tay khi cần thiết. Đây là điều cần thiết để bạn có thể thoát khỏi những mối quan hệ xấu hay không phù hợp với bạn trong hẹn hò. Bạn phải biết rằng bạn có quyền nói không, có quyền nói lời từ chối hoặc là chia tay với một người đàn ông. Nếu bạn cảm thấy anh ấy không phải là người bạn muốn, không phải là người đem lại sự an toàn cho bạn, bạn phải biết rằng bạn không có nghĩa vụ gì với một người đàn ông nếu bạn cảm thấy anh ấy không tôn trọng, không yêu thương, không chung thủy với bạn. Bạn phải biết rằng bạn không nên hy sinh, chịu đựng hoặc tha thứ cho một người đàn ông nếu bạn cảm thấy anh ấy gây ra những vấn đề, rắc rối hoặc tổn thương cho bạn. Bạn không nên ngại nói không hoặc chia tay khi cần thiết để có thể thoát khỏi những lá cờ đỏ, những dấu hiệu cảnh báo hay những điểm khác biệt trong hẹn hò. Điều thứ năm đó là đừng tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo, mà hãy chú ý để tìm kiếm những người đàn ông mang lại cho bạn cảm giác an toàn và anh ấy biết chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của anh ấy và chịu trách nhiệm cho tương lai mối quan hệ của hai bạn. Đối với những người đàn ông kiểu này, bạn sẽ trải qua sự nhàm chán và nhạt nhẽo. Bạn sẽ không có những cung bậc cảm xúc lúc lên lúc xuống giống như là đi tàu lượn, chỉ đơn giản bởi vì tình cảm của anh ấy rất ổn định. Lý do là bởi anh ấy yêu thương bạn, anh ấy quan tâm đến bạn, anh ấy muốn ở bên cạnh bạn. Nếu bạn tìm thấy một chàng trai như vậy thì hãy rộng mở trái tim để đón chờ tình yêu đến với cuộc sống của bạn. Ngược lại cũng hãy yêu thương anh ấy, hãy trân trọng anh ấy, tại vì tìm ra được một người như vậy cũng không phải dễ dàng. Và chúng ta hãy trân trọng những điều tốt đẹp khi chúng ta còn có thể. Cuối cùng, xin được khép lại nội dung của video ngày hôm nay với một câu nói rằng đừng để cho bất cứ ai làm cho bạn phải khóc, đặc biệt là khi đó là một người không xứng đáng. Và đó đã là toàn bộ thông điệp của ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy thích nội dung lần này thì đừng ngần ngại bình luận xuống phía dưới cho mình được biết. Đồng thời ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh, bởi vì mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những nội dung khác tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.